Hello bà con đã quay trở lại video. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta nhìn thấy gói rầy ở trên cái tay của mình. Tại sao mà các cái vùng mà trồng cây giống hiện tại là cây đang cơ đọt non như thế này mà không có cái con rầy nào tấn công, không có cái con rầy nào nó phá cây đọt non của mình? Thì bà con cũng biết rằng là làm cây giống nó cũng khổ, mà trồng sầu riêng nó cũng khổ nha bà con, cứ sợ rầy không à. Lâu lâu là phải đi xịt rầy và đi kiểm tra thường xuyên luôn. Nói chung là tối cũng bật đèn, mà sáng thì không có bật đèn, ông trời ông có cho ánh sáng đầy đủ hết rồi, tối đi bật đèn đi rọi đi kiểm tra thử có con rầy nào qua quê không. Rồi 3-4 bữa xịt xong rồi đi kiểm tra xem thử có con rầy nào ở trên cái vườn của mình không. Thì bà con coi toàn bộ cái vườn này là mấy ngàn cây, thậm chí cả triệu cây bà con. Cái vườn của anh Năm rất là lớn luôn đó, cả triệu cây không có cái cây nào mà bị rầy hết. Thì tại sao ông nói như vậy, mà anh sử dụng cái thuốc gì mà nó hiệu quả vậy? Đây bà con, cái thuốc này em cầm ở trên tay nãy giờ luôn, em cũng làm cái video này cũng 8-9 lần rồi, nhưng mà hôm nay thì cũng cố gắng kéo cái video này lên, cái chủ đề này lên để cho bà con chúng ta lưu ý cái vấn đề đối tượng gây hại. Ngoài tiếng trùng, ngoài vàng lá thối rễ, ngoài phytophthora, ngoài cholesterol đi chung gây thắng thư đó bà con, còn cái vấn đề nữa là rầy. Em nói vấn đề rầy thôi, nhện đỏ và rệp xám thì chúng ta chưa nói, chúng ta sẽ nói ở một cái chủ đề sau. Bây giờ chúng ta nói về rầy. Thì rầy á là tấn công khi nào, bà con nào mới trồng á bà con không biết, nhưng mà những ông nào mà trồng 3-4 năm rồi cũng lên bờ xuống ruộng rồi. Lâu lâu lên bờ thì cũng có hay xuống ruộng hơi nhiều. Tại chúng ta sử dụng cái gói mảnh tướng diệt rầy này, pha cho một phi với cái liều lượng là 250g nha bà con. Thường thường thì bà con cũng biết rằng cái rầy này chúng ta có thể pha được với tất cả các loại phân bón lá này nọ, thấy không? Người ta có hay đi cái câu chuyện là bột trước thì nước sau đó, cứ pha bột á, thằng bột á, đây là dạng bột này, chúng ta bỏ vô trước là nước chúng ta pha sau đó, chúng ta đánh nó tan xong rồi chúng ta trút cái phân bón lá vô đó, chúng ta có thể kết hợp với tất cả các phân bón lá, vừa phun phân bón lá xong rồi chúng ta có thể kết hợp với rầy luôn, là chúng ta quản lý một công đôi chuyện đó. Đấy là cái câu chuyện về rầy. Rầy thì em nói cũng khá là nhiều, nhưng mà em nói lại một lần nữa rồi em sẽ tổng hợp luôn cho bà con nha. Bà con để ý này, cái đọt non ra như thế này nè bà con, đấy đọt non ra như thế này đó, bên này nữa. Đây, chúng ta có thể quan sát một chút xíu cơ bản với một ánh sáng rất là đẹp và anh camera setup rất là bài bản luôn. Bà con có thể nhìn thấy rằng là cây rất là đẹp, cây này là khỏi phải chê rồi, nãy đêm về là trồng liền luôn, khỏi phải chê. Mà tại sao lại cây nào cũng mướt hết bà con này? Có nhiều bà con trồng xong rồi sao ta tự nhiên cái vườn của ta nó rầy lắm. Có những cái trường hợp như thế này, thí dụ như bà con miền Tây đó, bà con miền Tây trồng giữa cái ruộng của mình là ruộng sầu riêng, xung quanh là ruộng lúa, hoặc là bà con trồng xen canh đấy, lái ngắn nuôi dài đấy là cũng hay bị rầy. Cái thứ ba nữa là mấy anh mà ở trên Tây Nguyên, Tây Ninh, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, thì ở trên Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum thì trồng xen với cà phê, còn ở vùng xa xa dưới này xíu này chút xíu Bình Phước, Bình Dương á, thì lại cái vườn của mình nó rìa cạnh với cái vườn cao su. Đấy là những cái nơi mà rất là dễ bị rầy tấn công. Thì tại sao chúng ta phun thuốc xong rồi, chúng ta phun xong rồi, cái rầy là một cái đối tượng di cư, nó từ ở một cái nơi khác nó qua, nó qua là nó bám lên cái vườn của mình tiếp tục và nó phá, nó ăn tiếp tục. Nên chúng ta phun xong rồi chúng ta quản lý, chúng ta xịt xịt rầy xong rồi chúng ta phải qua quan sát. Bởi vậy mới nãy em mới nói là cả đêm cả ngày đêm cầm pin đi rọi á, ban ngày nhiều khi không thấy nó núp ở đâu, ban đêm nó mát cái là nó trùi cái đầu lên. Thì bà con chúng ta lưu ý này, cái mảnh tướng diệt rầy này chúng ta pha một cái gói này 250g, chúng ta pha cho một phi, đúng một phi bà con, không pha là không pha ăn gian nha bà con, có nghĩa là chúng ta không pha đậm đặc hơn, chúng ta pha cứ đúng liều lượng. Thay vì bà con pha mà thí dụ như bà con hay nói là tôi pha số lượng nhiều hơn, tôi pha đậm đặc hơn, tôi phun cho nó chết, không, bà con cứ pha đúng cái liều lượng, nhưng bà con phun nhiều lần đó, bà con phun nhiều lần, nói ăn cái là mùa hôi mùa cây nó chảy luôn bà con đó. Bà con nhớ là ủng hộ like, subscribe rồi chia sẻ video nha bà con nha. Và cái sản phẩm này á, nó được kết hợp hai cái hoạt chất, đó là bupropion và imidacloprid. Sản phẩm được kết hợp với hai hoạt chất trừ rầy cái thế hệ mới, cái thế hệ này rất là mới luôn đó, cộng với cái phụ gia vừa đủ đặc biệt để tạo một cái cơ chế tác động tiếp xúc lưu dẫn chống lột xác. Cái sản phẩm này nó giúp diệt trừ hữu hiệu rầy nâu, rầy xanh thuộc cái nhóm mà côn trùng chích hút, thuốc có thể diệt tất cả các cái giai đoạn của rầy, từ con trứng non đến cái con, từ cái trứng non đến cái con mà trưởng thành, nói chung cả cái dòng đời nó
trúng thuốc một cái là lụm nụ, trúng thuốc một cái xen vô một cái là banh xác đã bà con. Đây cái mặt sau này bà con có hướng dẫn rất là cụ thể nha bà con nha. Và chúng ta có thể nhìn thấy là trứng của nó nè, trứng này bạch ra trứng rồi, có con nữa không, trứng này, con này, con trưởng thành này, rồi con lớn, nói chung là tất cả các cái họ nó. Còn ở trên này có thêm vài cái hình ảnh nữa nhưng mà bao nhiêu rồi đổ bỏ nhiều quá, nhiều cái thiết kế nó quá ngộp với bà con. Mạnh tướng diệt rầy, một trong những cái sản phẩm mà rất là nhiều nhà vườn trồng cây giống ở Chợ Lách Bến Tre, ở Tiền Giang, ở Cai Lậy Tiền Giang và một số vùng lân cận là họ sử dụng cái sản phẩm diệt rầy này rất là bao phủ, có nghĩa là xài trên một cái diện rộng luôn đó bà con, xài rất là hiệu quả. Xài xong là phun cái lại chúng ta thấy rằng là trúng thuốc một cái là con nó ngụm củ tẻo liền, không có thể nào mà nó bò lên được. Chúng ta quan sát một chút xíu, cái vườn của mình nằm ở giữa cánh ruộng, ở giữa một cái ruộng lúa, chúng ta có một cái vườn sầu riêng, thì cái vườn sầu riêng chúng ta nằm ở giữa một cái đảo, xung quanh là họ trồng lúa. Thí dụ như cái trường hợp thế này, cắt lúa một cái xung quanh họ cắt lúa một cái là đường nào rầy nó cũng chung vô mình, chuột mà nó còn chung vô mà huống chi là rầy, thì rầy nó không còn cái nơi cư trú nữa, nó phải bay vô cái vườn của mình, nó chỉ cần búng lên một cái, hoặc là cái lúc mà chúng ta đi cắt lúa, cái con người chúng ta đi cắt, cái máy chúng ta cắt á, là nó đã xào, nó bay rồi, thì lúc này nó bay đi đâu, phải kiếm chỗ núp, không ngu dại này núp lại trong cái ruộng lúa nữa, nó sẽ bay qua cái vườn của mình, cái vườn sầu riêng của mình chắc cú. Cho nên bà con chúng ta quan sát, và khi ví dụ như ba bữa mà chúng ta phun ba bữa trước rồi, hôm nay ông bên kia ông cắt lúa thì nó sẽ bay chắc cú vào cái vườn của mình, mình ra quan sát và mình sẽ tiếp lại một lần nữa. Để đừng chúng ta ý y là ba bữa trước ta phun rồi bây giờ không sao, cái thuốc nào cũng vậy, nó trúng con rầy nó mới ngụm, còn nó không trúng con rầy thì nó không có ngụm được. Tại con rầy bên kia nó đâu có trúng thuốc đâu, nó qua nó bu nó đáp lên là cái lá sầu riêng của chúng ta tiếp tục nó đẻ trên cái dòng đời ở trong cái đầu đọt nữa, thì chúng ta lưu ý. Và một số vùng nói sâu xa như Bình Phước, Đắk Nông, Bình Phước trở lại đây, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh thì trồng sen xung quanh cái vườn của mình, là cái giáp ranh của họ, là giáp ranh của mình là gì, rừng cao su, đa số là vậy. Thậm chí có vài vườn mì nữa ở trên Tây Ninh mình đi hái nhiều đúng không, Tây Ninh thì vườn mì nó nhiều, đã trồng cái sầu riêng xong giữa vườn sầu riêng chúng ta xung quanh là cái vườn mì. Mì thì không ai, ít khi ai mà đi xịt rầy xịt đồ hết á, mình xịt xong rầy vườn của mình xong rồi cái bên cái đám mì kia nó tung lên cái gió nó đẩy cái ẹn phát nó qua cái vườn mình, đó là nó phá. Thì bà con chúng ta lưu ý chỗ đây này, chúng ta pha đúng liều lượng, đúng cái thời điểm, và chúng ta không pha quá liều, chúng ta sẽ phun nhiều lần thay vì chúng ta phun mà liều lượng cao. Chúng ta canh cái cơ đọt, một cái cơ đọt là nó mất 45 ngày, thì ba cử đầu á, thường thường thì 45 ngày, thường thường bà con phun 4 cử đến 5 cử, nhưng ba cử đầu chúng ta ráng làm sao chúng ta phun, ba cử đầu là cái lá nó còn khá là nhỏ, chúng ta ráng làm sao chúng ta phun cái khoảng cách, cái khoảng thời gian, thời điểm á, nó gần nhau một chút xíu. Nếu như xung quanh vườn của mình là có những cái vườn mà gọi là trồng sen nè, cái vườn xung quanh cái vườn của mình thí dụ như có lúa nè, rồi xung quanh cái vườn của mình có cao su nè, có mì nè, đó bà con chúng ta chịu khó quan sát. Cái quan trọng là chúng ta phải chịu khó quan sát. Và một lần nữa thì bà con có thể coi lại cái mảnh tướng diệt rầy này, quay cho bà con chúng ta xem. Rồi video này cũng khá là dài và nói cũng khá là nhiều, và cũng chia sẻ với bà con, hy vọng rằng là một cái kiến thức nho nhỏ và một cái bí kíp nho nhỏ để mà chia sẻ với bà con. Như bà con có thêm kết hợp với cái keo mono để chúng ta tăng cái bám dính, hôm nay em không cầm cái chai keo mono nhưng mà con có thể kết nối với công ty để công ty hướng dẫn cho bà con cộng thêm cái keo mono nữa, nó tăng cái độ bám dính lên nữa và chúng ta sẽ tăng cái được cái hiệu lực thuốc. Và bây giờ là bye bye.